Dạ con kính thưa sư, con nghe sư giảng về một đại kiếp là thời gian đủ bốn giai đoạn thành chủ hoại không của một quả đất. Và thời gian thọ ký của Ngài Sariputta do Phật Anomadasi là một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Vậy có phải đó là thời gian của một lũy thừa 140 cộng 100.000 kiếp quả đất liên tục tồn tại hay không? Dạ. Đúng, nó đúng vậy. Đúng. Đúng như vậy. Có nghĩa là một A Tăng Kỳ đây nó là con số. Bởi vì A Tăng Kỳ nó có hai nghĩa, nó là một đơn vị thời gian. Mà cũng có chỗ nó mình phải hiểu nó là một con số. Thí dụ như cái chữ năm. Chữ năm trong tiếng Việt Nam mình nó có hai nghĩa. Một là đơn vị thời gian 12 tháng 365 ngày. Chữ năm đó là year. Nhưng mà chữ năm nó còn nghĩa là một con số, nó là number 5. Hiểu không ta? Thế nhưng người ta nói 5 năm, 5 năm thì mình phải hiểu chữ 5, chữ 5 trước đó là con số, mà 5 sao nó có nghĩa là đơn vị thời gian, hiểu không? Dạ vâng. Thì A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ nó cũng có hai nghĩa, một nó là một đơn vị chỉ thời gian, còn cái nghĩa thứ hai nó là con số. Thì trong trường hợp mình nói về Ngài Sariputta Phật thì phải nói là con số. Còn cái đơn vị chỉ thời gian là sao? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng giả định như có một cái thùng, thùng gỗ đựng đầy hột mè. Thùng gỗ đó mỗi cạnh là bao nhiêu đó tùy chỗ. Tại sao tôi không dám nói rõ, bởi vì tùy cái bản dịch, đúng không? Thì mình giả định là một cái thùng gỗ đó mỗi cạnh nó là một cây số đi, thì mỗi 100 năm có người lấy ra một hạt, mà lấy chừng nào mà nó hết cái thùng gỗ đó thì mới kể là một A Tăng Kỳ mà đơn vị thời gian, hiểu? Ok, rồi xong. Yeah.